Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một phần chơi khai phá một ý tưởng mới cũng rất là thú vị. Và mới vô không thấy bay được rồi đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, đầu tiên bay đi ha. À, mình xuất hiện ngay tại đây. Thì phần chơi này chúng ta đã biết, hoặc là nếu các bạn nào chưa biết thì nó có một cái bản mod mang tên là Parasite. Thì bản mod đó là đưa những cái con ký sinh trùng á, nó sống ở trên đất, xong rồi nó lan tỏa, nó lây nhiễm qua con này con kia. Nhưng mà nó có, người ta lại có cái ý tưởng độc đáo, ý tưởng mới, nó lại cũng rất là thú vị. Thay vì những con parasite đó, thì đặt câu hỏi, nếu mà bên Deep Dark nó bắt đầu nó lan ra toàn overworld thì như thế nào? Rồi sao? Rồi nó lan ra rồi sao? Bản mod này nó rất là đơn giản, nó thiếu rất là nhiều thứ, gọi là quality of life ha, là cải thiện chất lượng cuộc sống á. Thì nếu mà mình chơi thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ cho một vài cái cải thiện chất lượng cuộc sống vô, để chúng ta không có phải 2000 năm đi làm chuyện không cần thiết. Kiểu như là bản đồ đâu? Bản đồ tôi đâu? Mà nhìn vô món này là món gì? Cần phải biết thông tin cơ bản như vậy chứ. Rồi, compass có không? A structure compass thì cho, mà biome compass thì lại không. Và vũ khí thì cũng có nhiều loại nè, rồi cường hóa của tôi đâu? À, những cái đó là chúng ta là cần phải có. Không có thì cái một phần chơi nó không có được thoải mái. Chính xác á, là đối với một phần chơi mà thiên hướng adventure nhiều thì phải có những món đó. Rồi, thì mình đang nói đến chuyện gì ở đây? Đang coi biome. Vậy thì hơi khó ha. Không có rồi. Locate structure, structure nó cũng như vậy thôi. Thumbin. Cách đây 500m. Nằm dưới. Nằm dưới thì xuống dưới. Và đây là phiên bản 1.20. Và chỗ này là cái gì? Thùm, một cái lăng mộ. Trong lăng mộ nó sẽ có đó. Chào mừng bạn đã tới lấy lăng mộ Obsidian. Này là đường vô. Wow, rộng rãi quá ha. Chúng ta có thể thấy được là cái skull nó bắt đầu nó ăn mòn đây nè. Đang nghe tiếng tim đập. Câu. Nghe tiếng tim đập. Tối quá. Cho thêm chút ánh sáng đi. Rồi, và nó đã xuất hiện. Zombie. Rồi mở như đúng rồi luôn. Rồi cái quan trọng là khu vực này nó sẽ lan tỏa như thế nào thôi. Ta đi xuống dưới càng lúc càng sâu hơn. Không có con gì lên nhỉ? Một đống tiếng kêu. Và vô đây cũng không sọt tin được. Chúng ta sẽ có những cái eco shark trong này luôn. Wow, eco sensor, độ mạnh không? Độ commanding protection. Music this. Đây là cái là
cái trái tim của toàn thể khu này, không có tên coi tên được, đúng là hơi khó chịu ha. Coi mình tăng thích lên được không? À, không nhớ cái vụ mà thích đó. Thích. Nó có một cái lệnh để cải thiện random thích. Đúng rồi. Value hiện tại là nhiêu? 3. Có cải thiện hơn miếng nào chưa? Cái này muốn biết á, là phải coi có cái cây. Chỗ đó nó chưa thấy gì. Nói chung ở đây á, là đúng rồi đó. À, con xương nó chưa bị đồng hóa. Đồng hóa nghĩa là khu này nó sẽ bắt đầu nó lan tỏa ra. Cắt nữa. Hết hồn. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Nè, đó xuất hiện tùm lum nè. Đó, thấy chưa? Dịch bệnh. Thay vì infected thì bây giờ cái skill đang lan tỏa với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cái này là do mình đã tăng cái thích lên để chúng ta coi cho nó dễ ha. Có những cái con nhỏ đang cắn nữa không? Cái con bò chưa? Con bò bị nhiễm cái skill nè. Đó, hy vọng là cái con này nó đẻ ra nè. Rồi đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta triệu hồi con quái gì đó, Creeper và Ho thôi. Triệu hồi zombie đi. Zombie này với lại zombie của mình. Nó có bánh lộn không? Nó không có bánh lộn. Và con zombie mình triệu hồi có bị biến đổi không? Chưa thấy bị biến đổi. Nó ra những cái con nhỏ nhỏ mà giống như con gián vậy đó. Rồi bắt đầu tấn công những con zombie. Cái con zombie đó xỉu là xỉu, không nói nhiều. Đó, các bạn có thấy được ha. Đây là được gọi là dịch bệnh nhưng mà theo thời đại mới. Dịch bệnh nó ghê hơn, nó lây lan ghê hơn luôn. Có tổ ong dịch bệnh nữa nè. Bắt đầu nó sẽ lan lên trên. Nó đi lên trên đó. Đó, lên trên này. Nó kêu tiếng ghê thiệt luôn á. Wow. Ta chỉ cần đổi vô trong này cái thôi. Rồi để coi tốc độ lây lan. Tốc độ lây lan mới là cái mà mình quan tâm. Nó lây lan đầy đủ hết trơn luôn kìa. Lan lên tới trên đây luôn. Đánh con này. Rồi và nó thả những con này ra để bảo vệ cái cục này nè. Ghê chưa, nó bắn từ trong cái bụng. Con xương nó bắn từ trong cái bụng. Ôi con bò nó cắn một phát muốn xỉu luôn. Không có giỡn được nha, những con quái này rất mạnh. Con xương nó lấy từ trong cái bụng á, nó có cái gì đây nè. Ký sinh ở trong bụng con xương. Giống như trái tim vậy đó, trái tim nắm bụng. Thật là độc đáo quá đi. Đâu, nhưng mà cái này mới ở dưới nước thôi. Chưa có đã. Mình đi lên cái.
Và nên nhớ là nó còn một cái lớp rất là dày. Nó hơi bị lâu luôn á. Lát nữa thôi, chờ xíu đi. Chờ xíu, không sao đâu. Ôi, mới nói. Mới nói. Đây rồi. Nó lan ra nè. Rồi hết giùm cái coi. Đát lạnh cấp độ 2, 10 giây. Nó sẽ bắt đầu nó lan trên mặt đất ha. Nó lan với tốc độ vô cùng khủng khiếp luôn. Đó, tại mình chỉnh cái thích nó tăng lên cho thiệt nhanh để chúng ta coi cho nó dễ. Thì đây là tốc độ lây nhiễm Overworld. Overworld không còn sạch nữa. Chúng ta sẽ cần phải xử lý. Đầu tiên là hạ gục những con quái xuất hiện từ đây. Rồi truy tìm cái nguồn gốc để điều trị cái dịch bệnh này, cứu lấy mảnh đất này. Nó có những cái này nữa nè, làm sao cứu lấy mảnh đất này được. Để coi nó lan tới đâu rồi. Nó lan cái tự động nó mọc luôn nữa thấy không? Mình đâu làm gì đâu. Barrel lừa. Lừa này là nó dụ tới thôi. Rồi đây là những món của Vanilla thì không có gì để coi. Bắt đầu coi những món này đi. Này, theo những con quái khác. Quái khác này mình nghi chắc không có quá. Hải cẩu có bị tấn công không? Bò có tấn công hải cẩu không? Rùa có tấn công hải cẩu không? Vậy là không sao. Hệ sinh thái này tự dưng được bảo vệ một cách kỳ lạ. Không sợ bị tấn công. Có thú vị. Rồi sao tự dưng nó hết lan ra rồi. Giống như nó phải chờ cái thời điểm nào trong ngày á, cái nó mới lan ra tiếp ha. Đêm rồi. Đêm lan hay ngày lan? Hay là lúc hoàng hôn? Nhưng mà biết được một cái nó lan toàn bộ khu này nè. Nó ăn gà ghê lắm luôn á. Giống như phần chơi Infected vậy đó. À, đang bắt đầu nó ăn xuống nè. À tại trong này có nước. Chúng ta nghe cái tiếng này là nó đang ăn gà đó. Ăn xuống nữa, ăn từ từ luôn. Nguyên một cái biome. Quá chừng chừng luôn. Nè nãy không thấy. Giờ nó phủ hết rồi nè. Ghê chưa. Hồi dưới này là phủ hết trơn luôn. Mức độ che phủ đã gần hết 100% rồi. Tắt lửa luôn. Và đây là trái tim. Trái tim của khu này. Nghe tiếng nó đập á. Tiếng nó tới gần đây. À, bây giờ mình sẽ coi thử coi. Đây là skull. Nó có những cái này là đồ nó lan ra được nè. Chủ yếu là vanilla. Nó sẽ lan lên trên đó hết. Skull horn. Skull transporting. Sử dụng mấy cái này để di chuyển. Hết rồi đó. Áo giáp ta cung cấp cho chúng ta có nhiều loại áo giáp. Creeper nhiều loại. Vũ khí thì có thêm một đống. Phần chế này cực kỳ đơn giản luôn á. Đây là Stoven Toho Preno. Rồi mà chúng ta thấy nó lan ra rồi thì chữa trị như thế nào? Tập. Còn lan hay không? Đây, Purification. Giảm cái hiệu ứng barrel với kia thôi. Có hiệu ứng đó đây, purity. Ồ, nó sạch rồi kìa. Có phải do cái thuốc này không? Có vẻ là do chất lượng của thuốc đã hoàn thiện. Cái thuốc chọi nó. Sẽ giải cứu luôn nha.
Rồi vậy chúng ta sẽ coi thử coi. Bây giờ những con này còn con gì nữa? Câu mai không nói nè, câu mai aggressor, câu spitter. Câu spitter là con xương. Câu creeper. Ôi câu creeper này vui quá ta. Hãy cho tôi coi mặt cái coi. Ôi creeper này bị khói u tùm lum trơn hết á. Ghê quá đi. Câu hatcher. Cow hatcher. Vindicator luôn. Ôi nó cắm lên cái đầu Vindicator luôn kìa. Cái giống như cái gì đây nè, kẹp lên trên đầu luôn. Căng Phantom mà cũng bị dính nữa. Rồi Phantom mọc cái u tùm lum luôn. Câu Enderman. À câu Enderman là boss. Boss đó bao nhiêu giọt đây không biết, không có thấy được. Phải biết được bao nhiêu giọt thì còn đỡ. Rồi để mình lấy cái purification mình tặng cho tụi nó một cái coi. Eye of purity. Phải làm cái này trước mới đi tìm được cái khu này cho nó dễ. Còn nó cũng có gây sát thương cho con đó. Khá mà thật ra mét. Còn nó tê lên nữa. Cái này là cũng có thể xử lý những con này được luôn nha. Ồ, animation mượt quá vậy ta. Mượt lắm luôn á. Dài ghê không? It's bread. Rồi bây giờ để coi thử coi sau khi mình đập bỏ cái não á, cái khu mà nó điều khiển để nó lan rộng thì nó sẽ lan như thế nào. Dùng này nó đã lan bét nhè hết trơn rồi. Không có gì để nói nữa. Gì mà một đám vậy? Đám đi tìm con gì rau rồi. Vui ha. Nói chung á là người ta sử dụng một những cái con của Vanilla để tạo thành cái này thì cũng hay. Mà tại sao con Enderman nó bị mất máu? Trứng cà tại sao rớt vậy em? Không thấy có nói vì sao lại mất tương cà. Rồi để tôi gắn lại cho. Có tim lại rồi đó. Warden thì sao ha? Warden là cũng là một dạng skill. Warden đâu? Đang đánh hơi kìa. Rồi sao nữa? Ôi đập Enderman luôn. Ghê à. Hơi quá rồi, bị con kia cắn chết. Ở chưa nữa. Có đần dễ gì mà xỉu. Có đần một mình anh chấp hết. Chỗ đó giống chỗ spawner vậy. Giỡn mặt hả? Mấy đứa chỉ là hàng fake thôi. Anh mới là hàng real. Cho nên anh xử hết. Thấy không? Có mặt Warden, có Warden xử hết luôn. Giỡn mặt hả cưng? Giỡn mặt với hàng real hả? Hàng real vô là đập 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 liền luôn. Chịu đâu có nổi.
rồi chúng ta coi thử coi còn cách gì để xử lý nữa không. Còn cái câu transportation này là để di chuyển thôi. Dưới vậy. Đập bỏ cái đó nó sẽ không xuất hiện nữa. Đá ồn. Pop up câu mask. Còn đâu phải muốn đặt là đặt đâu. Không phải muốn đặt là đặt đâu nha. Rồi lại một trận chiến nữa lại diễn ra. Không có trận chiến nào. Có đừng bị hấp dẫn bởi những cái con nhỏ nhỏ đó gây ra một cái trận chiến. Chỗ này nó sẽ chịu hồi quái ra. Được cái là phần chơi này người ta cũng có giải thích hết trơn luôn. Chúng ta sẽ phải làm cái gì. Ở bên đó nó đang chịu hồi quái ra thêm nè. Cho Warden đang đánh. Giỡn hả? À, bởi vậy làm sao chơi lại được. Warden hàng riêu mà. La lên, la lên. Giờ mình hết biết là Warden còn bao nhiêu giọt luôn. Mình chỉ biết là bây giờ Warden một mình chấp tất cả. Một mình anh Warden chấp hết. Mấy đứa em hãy cứ vào đây. Thật là thú vị. Thôi nó chơi nó la luôn rồi kìa. Nó la để nó chơi luôn. Để nó bảo vệ an toàn tính mạng của con Warden. Ok ha. Và chúng ta phải vô trong đây để đập bỏ cái cục này nè. Thì nó mới hết. Còn đập luôn cục này nữa. Cục này là cục gốc nè. Nó sẽ có thời gian phát triển á. Nếu các bạn muốn nó phát triển thì để nó phát triển. Rồi xong cứu thế giới. Bên đó đánh chưa xong nữa. Nói chung là trận chiến không hồi kết. Điều khi Warden đánh hết được toàn bộ cho cái spawner này chịu hồi tiếp nè. Warden nó đánh không được á, thì gắng chịu. Chúc mừng Warden luôn. Rồi và nói tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với một phần chơi. Đây là Minecraft. Nhưng mà nó infection hay là infected theo một cái phong cách mới. Nó là skull. Nghĩa là thế giới này bị những cái đồ vật ở bên skull, lộn ở bên deep dark á, nó xâm chiếm như phải bên skull. Xâm chiếm vô. Và tất cả Warden cũng không thể nào mà kháng cự được với sự đông đảo và hung hãn của khu vực này luôn. Còn bây giờ mình sẽ có lúc nhìn ngay tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.